được ra đời từ những năm 1993 và là một trong những xu hướng của bồn cầu tương lai. Bồn cầu thông minh NeoLED đang được rất nhiều khách hàng quan tâm. Qua video ngày hôm nay, showroom Toto Chí Việt xin giới thiệu tất cả mọi người cách sử dụng bồn cầu thông minh Toto đúng nhất sẽ mang lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng về cái dòng sản phẩm bồn cầu này. Khi nhắc đến cái bồn cầu điện tử hay bồn cầu thông minh thì khách hàng thường hay lo ngại nhất về cái vấn đề sử dụng nó rất là khó khăn. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm bồn cầu NeoLED của Toto thì lại càng được Toto tích hợp được rất nhiều những cái tính năng hiện đại nhất bây giờ. Nhưng mà thực tế thì cách sử dụng bồn cầu thông minh NeoLED lại cực kỳ đơn giản. Và mà các bạn hãy cùng mình tham khảo những cái bước sử dụng bồn cầu thông minh NeoLED dưới đây. Thì bước thứ nhất là lại gần sản phẩm để trải nghiệm. Thì bồn cầu thông minh NeoLED được tích hợp tính năng tự động mở nắp khi mà chúng ta đến gần sản phẩm. Đây ạ, như quý vị thấy ạ, khi mà chúng ta đến gần sản phẩm thì bồn cầu thông minh NeoLED sẽ tự động mở nắp. Và khi mà chúng ta vệ sinh xong mà thì khi đứng dậy thì bồn cầu thông minh NeoLED sẽ tự động đóng nắp khi mà chúng ta rời khỏi bệ ngồi. Thì cái việc bước đầu tiên mà sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta là chỉ việc đến gần sản phẩm. Bước thứ hai là các bạn sẽ phải tìm hiểu về những cái tính năng trên cái bảng điều khiển của dòng sản phẩm bồn cầu NeoLED. Thì sau đây là các cái tính năng cơ bản nhất của cái bảng điều khiển này. Thì đầu tiên ấy, là chức năng stop, tức là tạm dừng tất cả các cái chức năng mà bạn đã chọn trước đó. Thứ hai ấy, các bạn quan tâm là các cái chức năng về chế độ rửa. Thì nó sẽ bao gồm là stop là rửa sau, tức là cái chức năng này chúng ta sử dụng sau khi mà chúng ta đi vệ sinh xong, và stop rear là rửa sau trải rộng. Thì là khi mà chúng ta rửa thì nó sẽ mang lại cái cảm giác thoải mái hơn. Phun là rửa nữ, và mà thì cái vòi phun nó sẽ phun ra rộng hơn, xa hơn. Và wide là rửa trải rộng cho nữ, thì cái chức năng này sẽ là đem lại những cái cảm giác thoải mái hơn. Tiếp theo là cái chức năng massage. Thì khi mà chúng ta ấn một lần ấy, thì nó sẽ là massage theo vị trí vòi phun, tức là vòi phun nó sẽ dịch chuyển tới lưu tới. Ấn lần thứ hai thì sẽ là massage theo xung nhịp, thì các cái nước ra thì nó sẽ ra theo các cái mức áp lực nước mạnh nhẹ khác nhau. Và ấn lần ba thì tức là kết hợp vừa massage xung nhịp và vừa massage dịch chuyển. Và ấn nút cuối cùng là tắt. Đó là các cái chức năng rửa cơ bản. Tiếp theo thì nó là chức năng sấy khô, thì nó sẽ là cái nút ở trên thanh đỉnh của thanh bảng điều khiển này. Tiếp nữa là chức năng điều chỉnh áp lực nước, tức là tăng hay giảm là áp lực nước mạnh hay nhẹ. Bên cạnh đây là chức năng dịch điều chỉnh cái vị trí của vòi phun. Dành cho những cỡ người khác nhau thì chúng ta sẽ dịch chuyển vòi phun vào đúng vị trí của từng người khác nhau. Tiếp đến là cái chức năng mở lắp, đóng mở lắp bệ ngồi. Cái này dùng cho khi mà chúng ta đi vệ sinh nhẹ thì chúng ta sẽ mở cái lắp lên và đóng cái lắp xuống. Tiếp theo là cái chức năng EcoWatt cộng cho cái vòi rửa, tức là vệ sinh nước điện phân cho vòi rửa. Và bên này là các cái chức năng xả tiểu và xả đại. Đằng sau bảng điều khiển thì nó sẽ có cái chức năng cơ bản chúng ta sẽ cài đặt, đó là nút nguồn này, màn hình hiển thị này, cài đặt nhiệt độ và thanh nút menu. Thì cái cơ bản nhất của chúng ta khi sử dụng đó chính là cái cài đặt nhiệt độ. Trước khi sử dụng thì nó sẽ có cái nút nhiệt độ ở giữa đấy. Thì chúng ta sẽ chọn các cái chức bấm vào cái nút này thì nó sẽ ra có cái nhiệt độ của nước, nhiệt độ của nắp và nhiệt độ của sấy khô. Thì chúng ta chỉ việc chọn cái chức năng và chúng ta ấn cái mức mạnh hay yếu, tăng hay giảm. Và đó là các cái chức năng cơ bản trên cái thanh bảng điều khiển. Còn khi mà chúng ta sử dụng ấy thì tôi sẽ thực hiện các bạn một lần. Tức là khi mà chúng ta đến gần sản phẩm thì đầu tiên là chúng ta sẽ quá trình sử dụng thì đầu tiên chúng ta sẽ ngồi, và thứ hai là chúng ta sẽ chọn chức năng rửa phù hợp cho mình, tức là rửa nam hay rửa nữ này. Tiếp đến là chúng ta sẽ điều chỉnh áp lực nước. Đầu tiên thì các bạn lên để cái mức nhẹ để tránh việc chúng ta khi mà vào mà chúng ta để mức mạnh thì chúng ta sẽ giật mình. Thứ hai là sau chúng ta sẽ tăng dần cái các áp lực nước này lên. Thứ hai là chúng ta sẽ điều chỉnh cái vị trí của vòi phun do đúng mình. Và các cái chức năng trong quá trình sử dụng chức năng rửa thì chúng ta có thể chọn thêm các cái chức năng massage. Sau khi mà chúng ta vệ sinh xong ấy thì chúng ta sẽ chọn cái chức năng sấy khô để nó sấy khô cái
phần mà cái chức năng rửa nó đã rửa cho mình. Và cuối cùng là chính là chỉ việc đứng dậy, thì khi đó thì các chiếc bồn cầu điện tử sẽ thực hiện các cái chức năng còn lại, tức là kháng khuẩn này, diệt khuẩn của các tính năng thêm. Thì trên đây là cái video hướng dẫn sản phẩm bàn cầu thông minh Neodep một cách đúng nhất. Thì qua video này thì mình hy vọng mọi người sẽ hiểu hơn về sản phẩm bàn cầu Neodep cũng như cách sử dụng của nó. Xin cảm ơn.